Các bạn bay 10.000 cây số vừa trở về Việt Nam là mình lật đật chở ba mình ra cà phê chợ đồ cổ để ba mình chiêm ngưỡng nè các bạn. Chưa kịp còn giờ mở cửa. Biết. Ở nhà làm gì bạn? Ờ, nào mua chiếc nhẫn. Tao nhẫn đâu? Không bao nhiêu tiền nữa. Đâu? Quay lên đây đây đây. Quay lên thôi. Ông nội. Dạ, ông nội thích mua. Ông nội nhiều tiền quá nhưng mà ba làm nhiều tiền hơn ông nội. Gỡ về luôn mà nguyên dạng mà mới lấy về phải khai quay quay phim người quay phim người mà tháo ra chỗ nào mà hư bể là bắt đầu mình mở thùng trực tiếp phải không? Mở thùng trực tiếp và rồi bên đó nó không được thì nó gửi tiền về nó trả. Đó các bạn, sau khoảng thời gian ba mình thương lượng giá với chủ bộ lưu đồng thì ba mình cũng mua được bộ lưu đồng cổ nữa các bạn. Đó, về xô hàng luôn cho các bạn xem. Đồng này đồng thời xưa nha các bạn, hoa văn theo kiểu cổ xưa, nó có giá trị hơn đồng mới giờ. Hello các bạn, chào mừng mọi người đến với kênh YouTube Người Miền Tây ở Đức. Mình nhớ chỗ này, tụi mình đi rồi. Đi gì? Chỗ này là chỗ gì? Cà phê tên gì? Chợ đồ cũ. Đúng rồi, bữa nay gia đình mình sẽ đi cà phê chợ đồ cũ các bạn. Đi. Chợ đồ cổ nha. Đây bà dĩa, đây trả bà dĩa. Đi vô. Đi vô thôi. Chỗ này nhìn khác rồi. Là ba cầm phiếu đi không sao, vô đây đổ nước bên đây nè. Vô sẽ có cái phiếu 50k các bạn. Vô đọc coi con uống cái gì nha. Các bạn với cái vé 50k thì mình có thể đổi lấy nước uống miễn phí hoặc là ăn đồ ăn các bạn, cơm phở hủ tiếu gì đó đều là đổi lấy cái phiếu đó hết. Thì sáng mình cũng ăn sáng nhà rồi nên mình đổi lấy nước uống thôi. Rồi, đi uống trà sữa matcha đúng không? Ông ba với ông nội thì uống cà phê sữa đá. Ok. Ở đây có xì tin không chị? Xì tin đó, tin dâu á. Chị một cà phê sữa đá với một xì tin nữa. Đây cho em gửi luôn. Xì vô cả thế giới. Rồi, vô uống gì vậy? Matcha. Matcha, ok, uống đi con. Uống có ngon không nha? Có ngọt không? Ok ha. Ok, ngon ngon. Jimmy, ông nội làm gì rồi? Ông nội lạc rồi hả? Ông nội còn đang coi đồ cổ rồi. Cứ dư tính. Đi vô thôi. Vô chứ mà nói nha. Được rồi, chín bàn thôi. Đi nhanh lên. Rồi, ngồi đây ha. Con ngồi bên này ha. Bà với ông nội ngồi đây. Các bạn thì như nãy mình có quay cho các bạn coi cái địa chỉ, thì quán cà phê chợ đồ cổ này nằm ở địa chỉ là 311/27 đường Nơ Trang Long, quận Bình Thạnh các bạn. Đặc biệt quán chỉ mở cửa vào
thứ bảy chủ nhật là phục vụ văn nghệ thôi, còn ngày thường thì chỉ bán cà phê bình thường, với lại cũng ít cái, các cái sạp đồ cổ các bạn. Nên các bạn với người nhà mà có nhu cầu thì có thể đến đây vào thứ bảy và chủ nhật, đặc biệt là buổi sáng sớm, để có thể vừa nghe nhạc trịch, nghe nhạc sến và mình uống ly cà phê, mình thưởng thức, ôn lại cái hồi tưởng về cái kỷ niệm xưa đó các bạn, những thập niên 50, 60, 70. Có cái chị nào chỉ đang lựa túi sách nữa bạn. Đó các bạn, mình đang quay gia đình này mua cái túi sách cũ, tự nhiên cái cha mình gọi mình qua. Thiệt là hữu duyên, ai ngờ gia đình này là cố nhân đồng hương của cha ở dưới quê. Ở cha mình gọi mình qua cái phòng uống cà phê cái bên để chào hỏi cố hương các bạn. Ở đây em còn hỏi đi không? Đúng. Đó, giờ trong khi chờ cha mình tâm sự ôn lại chuyện xưa với đồng hương cùng quê các bạn, thì bây giờ mình xuống dưới tầng trệt, mình quay cho bạn một số cái gian hàng để các bạn có thể thấy là ở cái chợ này bán những cái đồ xa xưa nào mà thân thuộc đối với một số người không á, nhất là các cô chú ông bà xưa thời thập niên 50, 60 có thể ôn lại và nhớ về cái kỷ niệm xưa của mình, của một thời đã qua các bạn. Đây toàn là đồ cổ 100% luôn. Tôi vui tính. Xong quay cái rồi. Dạ, cảm ơn tôi. Con bán ở đâu? Dạ. Con bán ở đâu? À không, con ở Bình Đức. Dạ. Dạ. Đi về du lịch phải không? Dạ, thăm ba mẹ. À. Dạ. Cuối tuần con hay ra đây hả? À. Dạ. Ở đây thứ bảy chủ nhật là nhà chánh hết. Dạ. Bao nhiêu năm rồi, mấy chục năm rồi. Dạ. Ở cô Sài Gòn luôn hả? Sài Gòn. Dạ.
con đi với ba gặp bạn thời chiến của ba ngồi trên nè. Mấy chục năm ổng mới gặp bạn, bây giờ ngồi anh chở nè, cũng hên. Dạ dạ đúng rồi, đây nè. Dạ cứ vậy thoải mái. Dạ cảm ơn cô. Dạ có tem phiếu. Có Thái tử Bảo Long, Nam Phương Hoàng hậu với Hoàng đế Bảo Đại. Nhà ba mẹ mình là ở gần ngay nhà thờ của Hạnh Thông Tây, là người thân gia đình của Hoàng hậu Nam Phương xây dựng các bạn. Có mấy cái chén hồi xưa, cái tô hồi xưa. Tìm mua cái đồ cổ chữ thấy ông như gái mình biết đó.
À, giữ liên mà anh đưa 1.500.000 lấy cái đồng hồ lại rồi cho anh em nó không lỗ đèn để không mốc mai đưa 1.500.000 đi cái cần gì mà thấy thế đồng hồ kia chứ mệt trời trời ơi đó. Có cái quạt để khô được đưa ra tùng cái lông của con công lắc gì lắc hơi của chú tật về cho mẹ nhau á vô tay thôi anh được. Wow. Anh ta mới ra lấy cho tao mới lấy chiếc cho cô Năm á. Trời ơi, mấy chiếc gì xấu mắt à. Ba mình đang coi nhẫn Mỹ. Cuối cùng ba mình chấm được chiếc nhẫn của quân chuẩn thông tin bên bộ phận truyền tin tác chiến điện tử các bạn. Con nào mua chiếc nhẫn không? À, tao nhẫn đâu. Không bao nhiêu tiền đâu. Tao quay lên đây đây đây. Quay lên thôi. Ông nội. Ông nội thích mua. Ông nội nhiều tiền quá nhưng mà ba định nhiều tiền hơn ông nội. Dạ dạ ha. Ông nội có tiền đô. Yeah. Ông nội có tiền đô hả? Có đô. Đó. Chứ quay đi tay rồi. Con nào đi. Lâu lâu mới về đây. Chứ mai mốt gửi lại cô không có đâu. À đúng rồi. Cô của Nhật nè, harmonica. Dạ. Phải là dần A nha. A nó cái kèn trắng. Phải lút á. Dạ. Đây A. Cái ngành được lút. A có lớp nhạc nó dễ. Dạ. Dễ thổi thôi. B thổi nặng lắm. Thôi. Không có việc rồi. Thấy mua gì chơi vậy cô, chưa biết sử dụng. Đó, thử này cũng dễ mà. Video quay hả? Ok. Rồi, cảm ơn. Chào ông về con. Chào ông về. Rồi. Lâu lâu mới về. Dạ. Thì lên vô cái mạng của Hải Ân á, Hải Ân Đà Lạt. Nó cũng bên bắt đầu thấy bán súng mấy súng cổ 1800, 1900 hồi đúng, xưa mà mới mua nó cái tổng chạm ừ lắm đẹp lắm. Yeah. Mua nó 1000 á, tính ra 25 triệu Việt Nam á. Dạ. Dạ. Cũng gửi về luôn. Nó gửi về luôn. Mà gửi về là nguyên vẹn mới lấy. Là bao tiền phí luôn là. Nó bao phí với mình luôn. 25 triệu. 25 triệu. Gửi về luôn mà nguyên vẹn mới lấy. Dạ. Về phải khai quay phim. Người quay phim người mà tháo ra. Yeah. Chỗ nào mà hư bể là bắt đầu mình mở thùng trực tiếp phải không? Mở thùng trực tiếp và đồ bên đó nó không được thì nó gửi tiền về nó trả. Hay quá ha. Nó gửi tiền về nó trả ngược lên mình rồi mình gửi đồ qua lại cho nó. Yeah. Còn nếu không thì mình bán rẻ nó bán rẻ. Yeah. Bán cho người khác. Còn này chú để trong tủ vậy chú là chú nói là phải đủ 20 kg. Đúng 20 kg và 6 tấc rưỡi. Nha. 6 tấc rưỡi. Ừ. Chú có để thước đo đàng hoàng luôn con về con coi nha. Yeah. Đó. Rồi. Rồi con về con coi hết toàn bộ 6 tấm ảnh này nè. Chú để cái thước đo nè. Nè thước là 6 tấc rưỡi nha. Đó. Trên đỉnh luôn nè. Rồi. Trên đỉnh con lăn. Đó. 6 tấc rưỡi. 6 tấc rưỡi mà nó nặng đúng 20 kg. Chứ nếu mà dưới nữa thì không đúng. Không bây giờ nếu mà muốn đi đánh thì mình đi đường nào mình đánh? Đánh chứ đi ra đường nào? Đường Bạch Đằng. Bạch Đằng. Ừ. Bạch Đằng khúc khúc quận mấy? Gần Bà Chữa rồi. Gần Bà Chữa. À Bình Thạnh hả? Dạ. Dây đẹp quá. Đúng lòng xưa, đồng xưa lưu xưa đi. Đúng lưu xưa luôn, lưu mới bây giờ cái đồng nó dở lắm. Đồng tái sinh. À tủ của chú hả? Ừ. Đúng. À, cây này cây gì vậy chú? Thì nó sẽ trồng bích.
cây sáo nè. Bây giờ mới mua cây harmonica đây nè. Cây sáo nè. Cây sáo hả? Ừ. À, ồ sáo đó phải biết chơi à, sáo ngon. Ừ. Ngon quá ha. Dạ đi qua Mỹ rồi. Dạ qua Mỹ. Tôi về đi, có hình cứ tham khảo coi coi cho mình coi chứ. Ừ. Rồi có gì con alo chú. Còn bớt được nhiêu nữa, nói một giá một nữa đi. Giá cái gì về alo. Ở đây tới mấy giờ? Không có bữa nay chú ở đây mấy giờ? Được à, được thì hẹn nhau gặp. Ờ được chú hẹn đây nhau chứ lại đi lấy đây. Không phải chạy qua rồi giáp là giao được mà hả? Được. Quang Trung. Giao được rồi. Dạ. Chú cho gấp sao giao qua được ha. Được, được. Giao trực tiếp luôn. Trực tiếp. Anh nghỉ. Nghỉ rồi về ăn cơm. À, cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh YouTube Người Miền Tây. Nếu thích hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh của mình để theo dõi những clip tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. À, quay cảnh cái. Đó, quay từ từ. Từ từ thôi. Đâu nhiều mà không dám mang về.